Trước việc Welder từ chối hợp đồng, Joshua khẳng định anh sẵn sàng ký kể cả khi đối thủ muốn ép giá. Quan trọng là Welder có dám thượng đài hay không. Nhà vô địch WBA, IBF, WBO, IBO hạng nặng Anthony Joshua, 21 trận thắng 20 knockout, đã rất nóng ruột với trận thống nhất đài hạng nặng cuối cùng với nhà vô địch WBC Thay Wilder, 40 trận thắng 39 knockout được biết joshua đã gửi đến đối thủ hợp đồng cuối cùng với nhiều ưu đãi mà nếu wilder vẫn không chấp nhận joshua sẽ buộc phải tiếp kẻ khiêu chiến người nga alexander Povetkin để bảo vệ đai chúng tôi đã gửi hợp đồng cuối cùng đến đội wilder đó là một bản hợp đồng cực kỳ hấp dẫn với đầy đủ ưu đãi và nhiều điều khoản mà chúng tôi đã nhường nhịn mong rằng như vậy là đủ để wilder ký vào anthony joshua cho biết trước đấy đại diện của đội đan tay wilder khẳng định rằng họ muốn được chia 40% lợi nhuận trận đấu. Theo nhiều chuyên gia, trận Joshua Wilder có thể kiếm 50 đến 100 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Theo đó, Deontay Wilder đang nỗ lực làm phán với con số 20 triệu đô la Mỹ. Bản hợp đồng mà phía Joshua gửi đến cho Wilder chỉ trị giá 12,5 triệu đô la Mỹ, một con số quá thấp so với giá sản mà Wilder mong muốn. Đại diện phía Deontay Wilder, quản lý Sally Finker cho biết họ sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng khác cũng là tối hậu thư của họ để gửi lại cho Anthony Joshua. Anthony Joshua đã tỏ rõ sự thất vọng trong phát ngôn mới đây trên Skypod. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng đội Welder không hề mong muốn trận thống nhất đai, mà chỉ trốn tránh và làm màu trên các phương tiện truyền thông. Nếu họ muốn chia 40-60 trong trận đấu trị giá 100 triệu đô la Mỹ, tôi sẵn sàng chỉ lấy một nửa lợi nhuận. Cho tôi 50 triệu và tôi hứa tôi sẽ thượng đài ngay trong ngày mai, Joshua nói. Chúng tôi đã đưa ra những hợp đồng quá hấp dẫn, chỉ chờ Welder có thật sự muốn thức đài hay không. Nhưng có vẻ phía đó thích nhảy lên truyền thông và bốc phét hơn là trao đổi nghiêm chỉnh. Với thái độ này, họ sẽ không bao giờ dám đàm phán xong hợp đồng. Một khi thất bại trong việc đàm phán trận đầu với Dan Thay Welder, Anthony Joshua sẽ bảo vệ đai trước tay đấm người Nga Alexander Povetkin cuối hè này. Ông bầu của Anthony Joshua, Eddie Hearn cho biết, Điều đó không đồng nghĩa là Joshua từ bỏ một trận thống nhất đai vô địch, mà chỉ là đặt trận đấu thống nhất đai phía sau, ưu tiên bảo vệ đai mà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Tức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua đã so sánh Alexander Povetkin và Mike Tyson trước trận đấu với người thách thức bắt buộc để bảo vệ đai WBA. Povetkin đã tạo ra một trận đấu kinh ngạc trước đối thủ David Price tại Liverpool cùng sự kiện của Joshua và Joseph Parker vào tháng trước. Chiến thắng của võ sĩ người Nga giúp anh ta ở vị trí hàng đầu để thách thức đai WBA mà Joshua đang sở hữu. Nhưng Joshua đang hy vọng các nhà chức trách quyền Anh sẽ cho phép trận đấu hoãn lại cho đến năm 2019. Để trước tiên, anh có thể cố gắng thống nhất toàn bộ đai vô địch hạng nặng trong trận đấu với Deontay Wilder. Joshua cũng thừa nhận anh đang thận trọng khi đối mặt với Povetkin, người chỉ phải nhận duy nhất một thất bại trong sự nghiệp trước nhà cựu vô địch Vladimir Kilisko. Tuy nhiên Joshua vẫn tự tin anh có thể giữ lại đai WBA của mình. Người duy nhất Povetkin đã thua là Vladimir Kilisko, Joshua nói với Skypod. Povetkin có những cú đấm rất mạnh, dù rằng vóc dáng của anh ấy không cao, như là một phiên bản của Mike Tyson vậy. Nhưng tôi nghĩ anh ta cần phải đấm chính xác tương tự như Parker vậy. Tôi thấy những gì anh ấy muốn là áp sát và tung cú đấm chuẩn. Anh ấy biết anh ấy không thể outbox hoặc outsmart tôi. Tôi đủ tỉnh táo để đối phó trước những tình huống đó, nhưng Povetkin vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khi thực hiện cú đấm. Joshua đang hướng tới mục tiêu là người đầu tiên thống nhất tất cả các đai vô địch hạng nặng cùng một lúc. Võ sĩ 28 tuổi này đã bổ sung danh hiệu WBO vào bộ sưu tập của mình sau khi đánh bại Parker sau 12 hiệp đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tay đấm người Anh có nhiều đối thủ để lựa chọn sau khi thống nhất 4 đai vô địch quyền Anh hạng nặng. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, Joshua nhiều khả năng sẽ phải gặp Alexander Povetkin trước khi đối đầu với Deontay Wilder. Cuối tuần trước, Anthony Joshua đã đánh bại Joseph Parker trong trận đấu tại sân vận động Principality để thống nhất bốn đài vô địch WBA, IBF, IBO và WBO. Sau trận, Joshua đã đích thân gọi tên Welder như là đối thủ tiếp theo mà anh muốn thượng đài. Chiến dịch quảng bá của ông bầu Eddie here cũng xác nhận điều này, tuy nhiên ông vẫn chưa xác định được đối thủ tiếp theo cho Joshua, nhưng khả năng là một trong hai tay đấm đang thay Walter hoặc Alexander Povetkin. Phía WBA đã yêu cầu Anthony Joshua bắt buộc phải đấu với Povetkin ở trận kế tiếp. here nói với Skypod. WBA đã gọi cho chúng tôi và yêu cầu Joshua phải đối mặt với Povetkin. Chúng tôi có 30 ngày để đàm phán. Phía World Boxing của Nga cũng cho rằng Povetkin bây giờ là đối thủ bắt buộc của Anthony Joshua. Đội của Povetkin cũng tiết lộ sẽ sớm gặp Eddie Hearn để đàm phán về trận đấu. Như vậy kế hoạch của Anthony Joshua nhằm thống nhất các đai hạng nặng bằng cách đối mặt với Dan Tigerder có lẽ phải tạm hoãn sau lời yêu cầu từ WBA. Anthony Joshua 21 trận thắng 20 knockout đã giành được chiếc đai WBA vào năm ngoái sau khi đánh bại Vladimir Kilisko tại sân vận động Wembley. Hiện tại, Povetkin cũng đang rất hứng thú với việc thượng đài cùng Anthony Joshua. Võ sĩ người Nga đã đánh bại David Price trong sự kiện với Anthony Joshua hạ Parker. Anh đang mong muốn giành lại chiếc đai WBA khi để thua Kilisko vào năm 2013. Povetkin nói Bây giờ Anthony Joshua đã có bốn chiếc đai. Tôi thực sự muốn chiến đấu với anh ấy. Thậm chí tôi không muốn nghĩ đến ai khác ngoài Joshua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Đơn tay Winder, Tyson Fury và nhiều tên tuổi lớn khác đang xếp hàng để chờ so tài với người giữ bốn đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Đền thầy Wilder, nhà vô địch WBC thế giới nhiều lần khiêu khích đàn em trên mạng xã hội về một trận thống nhất đai vô địch. Trận đấu giữa Joshua và Wilder cũng được coi là cuộc so tài được người hâm mộ chờ đợi nhất. Tuy nhiên, BBC tin rằng nó khó xảy ra sớm. Hãng tin nước Anh nhận xét, ông bầu Eddie Hearn đã để Joshua đánh thêm vài trận, hòng PR và đẩy giá trị của nhà vô địch nước Anh lên cao nhất có thể rồi mới nhận lời đấu Wilder. Tyson Fury Cựu vô địch thế giới chưa đánh trận nào sau 2 năm bị đình chỉ thi đấu vì sử dụng doping. Tuy nhiên khả năng của Fury không phải bàn cãi, anh từng giữ ba đai vô địch thế giới là IBF, WBA và WBO. Khi hạ Vladimir Klitschko, Fury cũng nhiều lần coi thường tài năng của Joshua, thậm chí được Joseph Parker mời làm người đấu tập trước khi đấu Joshua. Rào cản lớn nhất của Fury là anh không có gì trong tay để đặt lên bàn đàm phán nếu thách đấu Joshua. Dillian White. Joshua luôn nhắc đến White như một trong những võ sĩ muốn so tài nhất. White cùng trang lứa, có xuất phát điểm tương đồng Joshua. Những trận thua hồi tháng 12 năm 2015 đã lấy đi của võ sĩ gốc Jamaica tất cả. Trong khi Joshua lên đỉnh thế giới với bốn đai vô địch, White chảy chật khẳng định bản thân và chỉ giữ đai WBC bạc. Xếp sau về danh tiếng so với đai WBC thế giới do Deontay Winder nắm giữ. Chính Kugai cũng nhiều lần bóng gió về việc sẵn sàng thay mọi đối thủ trong trường hợp bỏ cuộc để đấu Joshua. Derek Chirosa, võ sĩ người Zimbabwe đã thua tất cả những tay đấm nổi tiếng nhất cùng thời như Vitaly Klitschko, David Haye, Kubat Bulebs, Dylan White hay Tyson Fury. Anh gần như không có cửa thắng ở thời điểm này nếu đấu Joshua, nhưng chính điều ấy khiến Chisora có thể hưởng vinh dự là đối thủ kế tiếp của Joshua. BBC tin ông bầu Eddie here cần một đối thủ hạng lông giúp Joshua tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào những cuộc so găng lớn hơn. Jaren Miller, cựu võ sĩ kickboxing còn ở dạng ít tiếng tăm, nhưng anh cũng là một độc cô cầu bại khi thắng 20, hòa một trong 21 lần đánh quyền anh chuyên nghiệp. Khả năng võ sĩ 29 tuổi thượng đài với Joshua là không nhỏ, bởi cả hai cùng có bảng thành tích khá tốt, tương đồng về tuổi và Miller kém một chút về thể hình. Tay đấm người Mỹ nằm trong số quân xanh được nhắm đến cho Joshua tích lũy thêm danh tiếng. Alexander Povetkin, nhà vô địch Olympic Athens 2004 từng là một tên tuổi lớn, nhưng thất bại trước Vladimir Kilitsko hồi tháng 10 năm 2013 khiến Povetkin không thể lên đỉnh cao. Ở tuổi 38, võ sĩ người Nga vẫn là một thách thức lớn khi từng hạ Carlos Takam và suýt có cơ hội tranh đai WBC thế giới với Bename Stitzvener và Dante Winder. Povetkin sau đó dính vào chất cấm Medonium và bị hoãn vô thời hạn các trận tranh đai WBC. Anh đang nỗ lực để làm lại sự nghiệp. Joseph Parker Khả năng tái đấu ngay với cựu vô địch WBO thế giới khó xảy ra, nhưng Joshua có thể xem xét đến chuyện đấu với người thắng trong cặp Parker và Tyson Fury. Đó là một chiến thuật được BBC nhắc đến khi người giữ bốn đai vô địch thế giới có quyền tọa sơn quan hồ đấu, chờ các tay đấm khác chọn đối thủ rồi mới ra quyết định. Trong trận đấu hôm 31 tháng 3, chiến thắng của Joshua chưa thực sự thuyết phục, bởi anh chưa nốc ào được đối thủ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.